Chào các bác. Tết Nhất đến đít thì các bác đến đến nha. Nay bắt đầu là ngày mai mới là ông công táo, nhưng mà nay thì nay là chủ nhật các bác, cho nên là dân tình là cúng ông công táo rất là hoành tráng mà nó khí thế. Bởi vì thứ nhất là chủ nhật, thứ hai là thời tiết rất là đẹp. Đấy, thì ngày mai thì lại vào ngày làm việc rồi, cho nên là cũng không còn nhiều nhà sẽ làm vào ngày mai. Đấy, tất nhiên những người mà theo truyền thống hoặc là người già thì họ, nếu mà con cái cứ đi xa để mai họ sẽ làm, nó tùy vào mỗi gia đình. Thì em thì cũng không có cái gì đâu, không cúng tiếp cái gì cả. Đấy, ông bà nhà thôi, hôm nay khoe bắt chẳng đi chơi đâu được, thì ở nhà chúng con thì khoe cái cây hôm trước cắt nhưng mà em không quay lại. Hôm nay chẳng có cái gì được quay thì cũng là một cái nét mới khoe các bác, một cái phôi rất là tốt mà em nghĩ là một cái phôi xanh quê hiếm và nó hợp với thời đại bây giờ các bác. Chứ bây giờ xem cái cây này các bác nhé. Đó, đi tổng thể đây các bác, về cái cây này, cái hồi mà bà lấy về ấy, thì Hoàn nghiệp cái gì, cái chuyện bé tí ti Liên Hoàn bao nhiêu tiền lấy rồi, gần không mấy nữa thôi. Đang làm phim đây, im trật tự đây. Cây trực cao tròn bốn phân từ mặt chậu lên đấy. Thì ngày xưa là cái tay này thì không nói, đang định đục thêm một chút đây, nhưng mà mùa này còn chưa, trước mới đục nhẹ một chút đây cho nó đỡ bị đơ cái chỗ này thì cũng không sao cả. Nhưng đấy là cái chuyện rất là nhỏ. Cái tay này thì nó hơi chậm, ngày trước là nó ra tận đây cơ, nhưng mà nó làm cái tay này rất là nặng, nó lệch thì... đấy, bên này thế, nó dài tới đây cơ, nó làm cái mà nó rất là to, nó lệch cái cây thì em đục bớt đi vào. Tất nhiên lúc ấy bộ đục nó cũng kém thì đục nó sơ bây giờ chưa ngại làm lại thì cứ để nó nuôi ra đấy. Thì là nó sẽ đỡ hơn rồi, nhưng mà chưa hoàn thiện, chưa triệt để đấy. Thì còn là về cốt cán nhé, đấy rất là bể thế, mặt chậu lên thì cái cây này là cây cắt bệ, không phải, có nghĩa là ngày xưa bệ nó cũng xung quanh ấy, nhưng mà cắt đi để cô nó vào chậu đấy, cô nó vào chậu. Thể cây này thì có tuổi rồi, rất là ô cục, có tuổi đấy, xanh quê mà như này là có tuổi rồi. Một gang nó còn gần hai gang tay khi hoàn thiện thì nó độ tuổi tuần này, bởi làm theo cái thế mà cây trực mà rụt rịt ấy, tay cành rất là rụt rịt như cái này, ngắn như này đâu, chỉ ngắn như này thôi và có bông rồi. Hôm trước thực tế là cũng chưa muốn tỉa vào đâu, nhưng mà ngồi buồn sốt ruột thì ra làm tí cho nó vui, cắt đi và đục cái miếng này đi, nhưng mà um tùm này, giật cái ngọn này, cái này thì tay đây hoặc là tay đây, còn chờ cái miếng này nữa, cái chỗ này sẽ không dùng được. Ngày xưa định dùng nó ở đây, nhưng mà có vẻ như không dùng được, hơi bị cao so với mong muốn, đấy chỗ này sẽ đục bớt đi một chút đấy, bởi cái sẹo nó cô lại vào cái chỗ nó gồ lên mà là cái cây trực này rất là bệ vệ ngoài phòng đó. Chẳng cần cái chân bệ gì nhiều đâu các bác, bệ có mà, chân có mà, sau nó lan ra để mới cho vào cái chậu thùng xốp này. Mấy hôm nữa là tính là cho về mình về nghỉ Tết là cho một chuyến xe ô tô cây về, là cho ăn phân chuồng và thứ đầy đủ ở quê mình sẵn, ở đây thì mình không sẵn, trên Hà Nội không sẵn. Đấy các bác nhìn này, rất quái mà lại rất là bề thế đấy. Mặt nào cũng ok, mặt kia là mặt chính, vì mặt kia nhìn nó thuận hơn, chứ mặt nào cũng đẹp, mặt này nhìn còn khắc khổ hơn rất là nhiều đấy.
Các bác nhìn này, cái sẹo mà của sinh quê mà nó cột như thế này thì không biết đến bao giờ. 20 triệu của tôi vừa mới tiêu hết rồi đấy. Đóng tiền nhà, đóng tiền phường nó có cất 20 triệu ấy. Nuôi từ lúc đi học cho đến cái lúc đấy. Anh kiếm đây này. Đây, tay này nó còn đang nặng ở chỗ này. Nhưng mà khi cái này nó to thì mình xử lý cái miếng đấy nó cũng không có gì đáng ngại. Sau cái mùa hè nó sẽ khác rất là nhiều. Đấy, tay cảnh nó rất là diệt. Cái tay này thì gần như là xong rồi. Chỉ lấy răm rồi. Lấy răm rồi thôi. Đấy. Anh Tuyền ơi, 2 giờ vậy? Từ trên xuống các bác nhé. Mắt này thích à? Chỗ kia nó rất là khỏe, trực nở, rất là về thế, kiểu nhìn như tự nhìn như Di Lặc thôi mà. Đấy. Đấy. Bây giờ lại là làm cái cây này. Vậy vừa cắt thêm cái cây. Cây đại thụ này. Cây đại thụ. Cây phong cách đại thụ lùn này. Vừa mới cắt xong. Cắt sơ thôi, còn chưa làm được thì trẻ con nó quấy. Đấy, vừa mới tỉa ra một chút thôi. Tay thứ nhất, tay thứ hai. À. Đấy, ngoài ngọn này, đang tính ngọn lấy cái ngọn này. Đấy, thì cây này nó cũng rất là ok, bệ nhãn nhưng mà nó hơi bẩn, một ngại lười để bước vào đây còn vướng, thì đành để khoe các bác sau. Đây các bác sau xi đỏ thì chắc bút đỏ thì chắc các biết bút đỏ biết rồi. Con làm liền rất là quý nha các bác nhé. Đây bây giờ hôm trước cây xi này các bác nhìn chưa có gì mà hôm nay nhanh thế, ấm lên mấy hôm rất là nhanh. Lá liếc, búp đỏ, búp hồng này. Lá liếc. Bây giờ lôi nốt cái con xanh này ra làm. Chưa đến lúc làm nhưng mà tỉa sạch sẽ thì cái xuân trước cho nó vui vẻ. Con xi này thì đàn ra lộc rất là đẹp. Có khi là các bác đang xem cái video mà em cắt cái cây này rồi, nhưng mà quay bao nhiêu lần mới chụp bao nhiêu ảnh nó không được đẹp như nhìn thực tế bên ngoài, chứ là rất là bức xúc. Hôm nay cố gắng quay lại xem nó có hay ho hơn gì không. Đấy. Cái chậu này thì chậu tàu xưa nhưng mà đắt tiền, nhưng mà nó không phù hợp với cây này lắm, nhưng nó là một cái chậu đắt tiền, chậu tàu này nhá. Thì bỏ qua cái phần chậu đi, nói về cái cây nhé. Hôm trước thực tế là các bác đa số là các bác mà chơi bonsai ấy, mà mua cái cây mà nó hoàn thiện rồi ấy, về làm rất ngại làm, mặc dù cảm thấy nó lỗi, hoặc là chưa nhận ra lỗi thì không biết, nhưng mà cảm thấy nó lỗi hoặc nó rườm rà quá, nhưng mà vẫn không dám tác động nhiều vì là tiếc, hay bị tiếc. Đấy, thì ngại động dao kéo thì em không ngại. Trước em lọc đi cây này rất là nhiều rồi, nó dày quá, nó bé mà tham thì dăm nó dày quá, nó xấu, nó che hết thân, thì nó lại giống cái cây miền Nam rồi, lùm lùm mà thì em tỉa thì thưa rất là nhiều. Vừa nãy lại mới mấy sật sấn đi cái đâu nhỉ, đây cái cành rất là to đây, chỉ ở đây cành rất là to nhé. So với cây này là một cây rất là to, hạt nhọn ra đây nhé. Đấy, và một số cái điểm đã bấm đi rất là nhiều mà vẫn thấy nó dày, vẫn phải tiếp tục bỏ bớt, vẫn dày quá. Cây dáng làng rất các chiều sâu. Đây cái ngọn này cắt đi này, nhưng mà để cắt đến đây thì hợp hơn, nhưng mà nó lại ở đây thì phần như không thể nảy mầm được, hạn chế sờ quá, không thể nảy mầm được.
cắt chỗ này tạm, sang mùa sẽ xử lý tiếp. Cây na tân trào nè, con phát giật ngọn này ngày xưa là bác chủ cũ bác giật cho là thấy hợp lý nhất. Còn cây cành thế này thì đều là hoàn toàn là vốn có của nó. Về nhà đợt này mang về chơi Tết và cho nó ăn thêm, hơi đói, thoải mái. Nhưng mà vấn đề là không được phép để những cái, ví dụ có một số cái tự nhiên nó, cái răm này tự nhiên có một số cái nhánh nó co vúng này, thì rất nguy hiểm, phải xử lý ngay, không nó sẽ làm mất cân đối cây ngay. Và cái đầu này sẽ rất là to, bởi nó đang có một số cái răm nó rất là khỏe, nó lên sau á, nó hút được chất dinh dưỡng mà nó to rất là nhanh. Đấy, với những cái cây bonsai mini bé thì rất nên để ý cái chuyện này. Để chơi Tết mà, cho nên là vẫn để lại lá. Cộc quá nó cũng về nó cũng buồn. Màu xanh. Đấy. Rồi, cảm ơn các bác nhé. Tết đã chính thức bắt đầu của năm Kỷ Hợi. Tết là bắt đầu từ 23 nhé. Đấy là quan niệm từ xưa đến giờ ấy. Còn trước đó chỉ là không khí thôi. Còn để vào thực sự thì nghĩ là đúng là bắt đầu từ 23 tháng Chạp. Đấy, thì cũng chúc các bác tuần cuối cùng của năm mới, tuần cuối cùng của năm cũ làm việc vui vẻ nhé. Công việc thì hiệu quả chắc đạt được rồi. Đấy, còn vui vẻ và sắm Tết nhậu nhẹt tất niên lành mạnh thôi. Đấy, giữ sức khỏe các bác nhé. Xin được cảm ơn các bác. Đào quất thì các bác đào quất sớm tí chơi nó vui, chứ còn là để sau chơi thì tuần nhậu nhẹt chả để ý được mấy đâu.